Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt thông số canh lề mặc định trong Word. Ví dụ như bây giờ tôi muốn là canh lề cho văn bản để khi in ra nội dung nó nằm giữa tờ giấy để cho đẹp hơn. Thì để cài đặt thông số mặc định canh lề trong Word á thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, các bạn chúng ta sẽ vào tab layout. Thì các bạn lưu ý nha, nếu như các bạn chúng ta sử dụng Word 2007, 2010 và 2013 thì các bạn chúng ta sẽ vào tab là page layout. Còn đối với bạn là sử dụng Word 2016 trở lên thì chúng ta sẽ vào tab layout. Rồi tiếp theo trong nhóm là page setup này có một tên chéo chỉ xuống. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại là page setup. Rồi sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab margin. Thì bình thường này, khi tôi chưa thiết lập canh lề mặc định đó, mỗi lần tôi mở một file Word mới lên này, đây, nó sẽ cài đặt thông số như thế này. Mà thông số này á, nó không chuẩn. Bây giờ tôi muốn là thiết lập canh lề mặc định, tức là tôi sẽ lựa chọn một thông số chuẩn để áp dụng cho toàn bộ văn bản của tôi. Cho văn bản này và các văn bản về sau nó sẽ có chân một thông số. Thì tôi sẽ làm như sau. Vào tab layout này, trong nhóm basic up, ấn vào mũi tên chỉ xuống. Rồi tôi sẽ chọn tab margin. Top thì tôi sẽ nhập là 2, tức là lề trên đó. Bot là lề dưới, tôi sẽ nhập 2. Led thì tôi sẽ nhập là 3. Rồi right, các bạn có thể là nhập 1. Các bạn có thể là nhập 1.5 hoặc là 2 nha. Ở đây tôi sẽ nhập là 2 này. Sau đó tôi sẽ qua tab page này, chọn khổ giấy là khổ giấy A4 này. Đó, đây là thông số chuẩn của tôi rồi. Bây giờ tôi muốn là áp dụng là thông số này cho tất cả các văn bản về sau của tôi. Thì ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là set as default này, tức là thiết lập mặc định. Chọn vào yes. Đó, thì kể từ đây về sau á, cái thông số vừa rồi mà tôi vừa thiết lập nó sẽ áp dụng cho toàn bộ văn bản về sau nha. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ mở một văn bản mới này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lề của văn bản này. Thì các bạn thấy này, thông số là 22, led là 3, khổ giấy là 4. Đó, các bạn mở một file Word mới lên thì nó luôn áp dụng cái thông số vừa rồi cho tất cả văn bản về sau nha. Đó, nó giúp cho các bạn chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Đó, nếu như các bạn chúng ta không thiết lập mặc định đó, mỗi lần các bạn chúng ta vào trong Word chúng ta lại phải canh lề, như vậy rất là mất thời gian. Thay vậy các bạn chúng ta hãy thiết lập mặc định cho nó, để mỗi lần các bạn mở lên thì nó đã áp dụng thông số đó rồi. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách cài đặt thông số mặc định, cách cài đặt thông số canh lề mặc định trong Word. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.